Rồi lên cho anh em một mẫu xe đạp nồi đồng cuối đá, giá công khai cho anh em giật mình là 3.750.000. Em miễn phí vận chuyển tận nhà cho anh. Tặng cho anh em này đèn còi 7 chế độ chống nước tuyệt đối, hết pin anh em lại sạc nhé. Rè này, bình nước này và túi đựng đồ. Đây nay em sẽ review thực tế cho anh em xem. Em xe này được trang bị bộ đề Shimano đằng trước 3 tầng đĩa, đằng sau 7 tầng níp của Shimano. Gạt đĩa Shimano Touray. Đùi đĩa 3 tầng bằng nhôm. Bidan sắt. Líp 7 tầng. Gạt líp Shimano Touray TRS. Thiết kế quả phanh cơ rất là xịn. Tất cả các mối hàn, còn chưa bốt, sơn hoàn toàn bằng tĩnh điện, phủ bóng nano. Hàng công ty nên số khung sẽ được dập trực tiếp vào đầu xe này. Yên, điều chỉnh cao thấp, khóa tháo lắp nhanh. Bánh trước tháo lắp nhanh. Bánh sau tháo lắp nhanh. Rồi chia sẻ thực sự với các bạn là em xe này tại cửa hàng bên mình đang bán là 4.800.000 đồng. Nhưng do bán online thì nó sẽ giảm được rất là nhiều chi phí. Nên mình sẽ bán giá ưu đãi cho các bạn. 3.750.000 là miễn phí vận chuyển tận nhà cho các bạn. Các bạn cứ bóc ra kiểm tra đúng hàn, đúng chất lượng. Sau các bạn thanh toán cho mình, tặng đầy đủ phụ kiện. Còn các bạn cứ đi tham khảo tất cả các cửa hàng ở đâu mà bán giá như này thì bên mình sẽ hoàn tiền lại cho các bạn. Đây mà là một lượng đơn của một buổi sáng bên mình đi hàng cho các bạn miền Nam. Còn các khách miền Bắc thì bên mình đã lắp sẵn xe khách, lắp sẵn xe và giao hoàn toàn bằng xe khách cho các bạn nhé. Đấy thì bạn nào đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với đại lý xe điện A Hiếu nhé.